Mở đầu tập 8 với cảnh Ivy đang tìm bình thuốc xanh cho Sora, vì đây là nơi tập trung của rất nhiều đội thảo phạt nên bình thuốc xanh cũng rất nhiều luôn. Đang nhặt thuốc thì Ivy thấy con Slim rất dễ thương, hóa ra đó là Slim của chị Mira. Slim của Mira rất đặc biệt, là loại Slim hiếm có thể tiêu hóa được cả kiếm. Người thuần hóa được Slim hiếm thường có địa vị rất cao, thế nên Mira được quen khá nhiều người tai to mặt lớn. Ivy nghe vậy thì hỏi Mira về Slim tan chảy. Mira khá ngạc nhiên vì câu hỏi của Ivy, nhưng Slim tan chảy là loại cực kỳ hiếm thấy, nếu bắt được một con còn sống thì bán được rất nhiều tiền đấy. Đột nhiên Ivy cảm nhận được một sự hiện diện rất kỳ lạ, cảm giác thật là ớn lạnh. Lúc này cả đội hỏa kiếm đã xuất hiện và sự hiện diện đó cũng đã biến mất. Họ mang rác đến đây để nhờ Slim của Mira phân hủy dùm. Nhiệm vụ thảo phạt cũng đã hoàn thành nên ngày mai họ sẽ trở về thị trấn Otowa. Ivy nghe vậy thì rất vui mừng vì Otowa là nơi mà Ivy muốn đến. Tối đến cả nhóm cùng nhau nhậu nhẹt, Ivy đảm nhận nhiệm vụ nấu ăn cho cả nhóm. Những món ăn mà Ivy làm ra đều ngon tới mức chảy cả nước mắt. Cả bọn rất ấn tượng với tài nấu ăn của Ivy, chưa kể Ivy còn am hiểu về các nguyên liệu nữa. Đúng là tuổi trẻ mà tài cao. Ivy đang lo lắng vì lúc này cô nghe mọi người bảo là đã thảo phạt xong quái vật xung quanh đây. Không biết CL có ổn không nữa? CL vẫn đang rất ổn, nó luôn dõi theo Ivy mọi lúc mọi nơi. Thấy Ivy cứ nấu ăn suốt nên đội trưởng CZ hỏi Ivy đã ăn uống gì chưa? Ivy bảo là em ăn rồi ạ, nhưng mọi người cũng thừa biết là Ivy chưa ăn gì nên cũng đã để lại một phần cho Ivy. Lúc này Mira cùng với hai người đến chào hỏi, hai người đi theo Mira quả thực rất giống nhau chỉ khác mỗi màu tóc. Đây là hai người anh sinh đôi của Mira, tóc xanh là Todd, tóc hồng là Mam. Ba người họ là đội mạo hiểm giả gió xanh. Todd và Mam có vẻ cũng biết Ivy qua lời kể của Mira, họ còn rủ Ivy lớn thêm chút nữa thì vào đội anh nhé. Nhưng tên Gia Lu bảo, Ivy là em trai của tôi rồi. Lúc này có một nhóm khác cũng đến đây, nhóm gió xanh thấy họ đến thì liền rời đi ngay. Đó là đội mạo hiểm giả Lôi Vương, gió xanh chạy đi là bởi vì hai đội họ không hợp với nhau. Nhóm Lôi Vương bảo hỏa kiếm hãy đưa Ivy đến thị trấn Otowa. Ivy nghe vậy cũng cảm thấy rất vui mừng. Xong xuôi thì Ivy vào lều, cô cho Sora ra ngoài. Ivy đã kiếm được rất nhiều thuốc xanh cho Sora. Đêm nay Sora lại có một bữa ăn no nê rồi. Bỗng nhiên Ivy lại cảm nhận được sự hiện diện kỳ lạ đó. Cô cho Sora nhảy vào túi, cảm giác thật là ớn lạnh, nó đang đến rất gần. Rồi đột nhiên sự hiện diện đó lại biến mất, bên ngoài có một tiếng kêu Ivy, hóa ra đó là Gia Lu, cậu ấy đến để nhờ Ivy giúp cậu chuẩn bị bữa sáng. Ivy suy nghĩ, sự hiện diện đó là gì chứ, nó vừa biến mất thì anh Gia Lu xuất hiện, liệu có phải là anh Gia Lu không? Sora kêu lên bu bu bu, biểu hiện của Sora như muốn nói gì đó. Nếu như Ivy là một thuần hóa sư có sao như chị Mira thì chắc đã hiểu được Sora nói gì rồi. Lúc này Sora rất kỳ lạ. Ivy nhớ lại, lúc trước gặp tên buôn rượu lậu và những tên sát nhân tiếp cận thì Sora cũng làm chuyển động như này. Ivy như nhận ra điều gì đó mà hỏi Sora, cậu thấy sao về anh Gia Lu đội hỏa kiếm? Sora kêu lên bu bu. Ivy hỏi tiếp, chú CZ, anh Nuga và anh Sifa thì sao? Sora cũng kêu lên hai tiếng bu bu. Nhưng khi hỏi đến chị Mira thì Sora lại làm chuyển động kỳ lạ đó, có vẻ như Sora đang cảnh báo cho Ivy biết Mira không phải là người tốt. Sáng hôm sau mọi người đã đến được Otowa, trước khi vào cửa Ivy phải điền vào tờ giấy này, tên tuổi, xuất thân và mục đích đến đây. Ivy hỏi ông chú kia, có nhất thiết phải ghi xuất thân không ạ? Gia Lu cũng khá tò mò mà hỏi, nhắc mới nhớ Ivy đến từ đâu vậy chứ? Ivy đến từ làng Latomi. Ông chú hỏi, cháu có ai bảo hộ không? Người bảo hộ cho Ivy là đội trưởng Ox. Gia Lu cũng biết Ox là người của đội tự vệ quân làng Latom. Ivy lấy ra một phiến đá trắng, cái đó dùng để chứng minh Ox là người bảo hộ cho Ivy. Vậy là được rồi, ông chú đưa cho Ivy một cái giấy thông hành. Thị trấn này đúng là lớn thật sự. Mọi người tìm đến quảng trường cho mạo hiểm giả để dựng lều. Ivy tò mò mà hỏi sao mọi người không về nhà đi ạ. Đó là bởi vì xung quanh thị trấn này có một mối nguy hiểm đang lẩn khuất. Có một tổ chức tội phạm đang bắt cóc con người và bán họ đi làm nô lệ. Mọi người đã tìm thấy căn cứ của chúng và cùng tự vệ quân đột kích vào, nhưng dường như thông tin đã bị lộ, nên căn cứ đã bị bỏ trống. Hiện tại thì vẫn không có thông tin gì về bọn chúng cả. Mục tiêu của bọn chúng là trẻ em mà đi du hành một mình như Ivy là một miếng mồi ngon. Thế nên mọi người mới đi cùng với Ivy. Bọn họ nhất định sẽ tiêu diệt cái tổ chức đó, cho đến lúc đó thì Ivy không nên đi lại một mình. Tổ chức này gần như không lòi đuôi, giá mà có manh mối nào đó thì tốt. Ivy nói, thật ra cháu đã từng suýt bị tấn công,
cháu đã bị cái gì đó nhắm vào và truy đuổi. Ông chú kia bảo Ivy hãy từ từ, họ lấy ra một vật, vật đó tạo ra một lớp kết giới. Người ở ngoài kết giới sẽ không thể nghe được âm thanh trong này. Đây là một vật phẩm ma thuật rơi ra khi tiêu diệt quái vật. Mua thì khá đắt nên chỉ dùng những lúc quan trọng thôi. Ivy nói tiếp, trước lúc cháu gặp đội thảo phạt, ở trong rừng, cháu cảm thấy một sự hiện diện rất đáng sợ. Nhưng khi quái vật xung quanh xuất hiện thì sự hiện diện đó đã chạy mất. Mọi người không ngờ Ivy cũng có sở trường là đọc sự hiện diện đó. Sau đó Ivy gặp ở bãi rác vào cái hôm thảo phạt xong quái vật. Rồi đến cái đêm tại khu tập trung, cháu đã cảm nhận được sự hiện diện rất khó chịu đang tiếp cận, nhưng sự hiện diện đột nhiên biến mất rồi anh Zalu xuất hiện. Có vẻ như nó đã biến mất vì thấy Zalu xuất hiện. Không ngờ bên trong đội thảo phạt lại có người của tổ chức đó. Rốt cuộc là ai chứ? Ivy bảo, em nghĩ là chị Mira của đội gió xanh. CZ hỏi Ivy, cháu có cơ sở nào không? Nhưng nếu Ivy nói ra đó là do Sora chỉ cho cô thì có thể sẽ gặp nguy hiểm mất. Thế là Ivy bảo mọi người hãy quên đi, cháu xin lỗi ạ. Ivy trở về lều với vẻ mặt buồn bã, cô đã không thể kể cho mọi người về Sora được. Lúc này Ivy nhớ lại lời của bà thầy bói, che giấu sớm muộn gì cũng bị lộ, lúc đó cháu sẽ cần người chiến đấu bên mình. Che giấu có thể khiến cháu bị mất niềm tin đấy. Sáng hôm sau, lúc Ivy thức dậy thì thấy mọi người đã tập trung. Họ dùng vật phẩm cách âm rồi bắt đầu bàn chuyện. Đúng như lời của Ivy, Mira có hành động rất mờ ám. Không chỉ Mira mà cả hai người anh của cô ấy nữa. Sau khi nghe Ivy nói thì bọn họ đã theo dõi Mira. Họ phát hiện cả đội gió xanh đang bí mật gặp một thương nhân lưu động. Ngay lúc tên thương nhân rời đi, ông chú này đã giả vờ đi ngang qua và hỏi ba người họ tên thương nhân kia là ai. Thì họ nói ông ấy bị lạc nên chỉ hỏi đường một chút. Trong lúc bọn họ nói chuyện thì họ cũng dùng vật phẩm cách âm này. Sử dụng vật phẩm đắt tiền này thì không thể chỉ là hỏi đường được. Chắc hẳn là một cuộc trao đổi làm ăn bí mật. Sifa cũng đã đến hội thương nghiệp điều tra về tay thương nhân đó. Hắn mới đến thị trấn này lần đầu và không có giao dịch gì đáng kể. Cũng không có hành động nào đáng ngờ, nhưng đó lại là điểm đáng ngờ. Một thương nhân từ nơi khác có thể nói chuyện gì trong lúc dùng vật phẩm đắt tiền mà không phải làm ăn chứ? Không ngờ nhóm gió xanh lại là những kẻ như vậy. Mọi người rất cảm kích vì thông tin của Ivy. Ivy không ngờ mọi người lại tin những lời mình nói như vậy. Dù Ivy không nói ra lý do vì sao mình lại nghi ngờ Mira. Zalu hỏi, tại sao Ivy lại nấu ăn rất ngon cho bọn anh? Đó là bởi vì Ivy muốn mọi người được ăn ngon. Một Ivy như thế làm sao lừa dối bọn anh được đúng không? Ivy nghe vậy thì vừa mừng vừa cảm thấy khó chịu. Mọi người đã tin tưởng mình như vậy, vậy mà mình đã không kể chuyện Sora vì không tin họ. Ivy quyết định rồi, cô sẽ kể cho mọi người nghe. Thật ra cháu là một thuần hóa sư và người đã cho cháu biết về việc chị Mira là bạn Slim mà cháu đã thuần hóa. Ivy chạy vào lều lấy Sora ra, lần đầu mọi người thấy một Slim trong suốt nên cũng hơi ngạc nhiên. Sora là Slim tan chảy, không hiểu sao Sora lại có khả năng nhìn ra người xấu. Đúng là một bí mật nguy hiểm, mọi người bàn bạc với nhau là phải giữ thật kín bí mật này không thì Ivy sẽ gặp nguy hiểm mất. Ivy cũng cảm nhận được sự thoải mái khi nói ra. Tập 8 đến đây cũng đã hết rồi. Hẹn gặp anh em ở tập sau nhé!